Xin chào, Thư và bác sĩ Thi rất vui được gặp lại mọi người trong chuyên mục trò chuyện cùng Dr. Thi ngày hôm nay. Ngoài ra, bên cạnh Thư đây có sự góp mặt của bác sĩ chuyên khoa 1 Ninh Thị Thảo. Cô đã có 32 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản phụ khoa. Hôm nay, bác sĩ Thảo sẽ đồng hành cùng bác sĩ Thi để chia sẻ về vấn đề đau lưng ở phụ nữ mang thai. Thưa quý vị khán giả, đau lưng khi mang thai là tình trạng rất phổ biến, xảy ra ở khoảng 50-80% bà bầu, ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày trong thai kỳ. Với một số mẹ bầu thì biểu hiện đau lưng chỉ thoáng qua, không đáng kể. Tuy nhiên, nhiều trường hợp phụ nữ mang thai bị đau lưng dai dẳng gây ảnh xấu tới sức khỏe, tâm lý và cuộc sống của mẹ bầu. Vậy, để giúp các mẹ giải đáp những thắc mắc tại sao mẹ bầu lại thường xuyên bị đau vùng thắt lưng, làm thế nào để giảm nhẹ những cơn đau này và có thể phòng tránh được không? Thì Thương xin mời mọi người cùng theo dõi cuộc trò chuyện cùng bác sĩ Thi và bác sĩ Thảo nhé! Và không để quý vị chờ lâu, câu hỏi đầu tiên em xin phép được hỏi bác sĩ Thi. Nguyên nhân nào khiến phần lớn phụ nữ mang bầu đều gặp phải tình trạng đau lưng ạ? Có rất nhiều nguyên nhân để gây ra tình trạng đau lưng và nhức mỏi cơ xương khớp của người phụ nữ mang bầu. Về cơ bản chúng ta có thể là chia làm hai cái nhóm nguyên nhân chính, đó là về mặt cơ năng và về mặt sinh học. Về mặt cơ năng thì đấy là do cái sự trưởng thành thai làm cho thay đổi các cái vấn đề về sinh lý, về cuộc sống phải chịu trọng lượng nhiều hơn, khung chậu phải đỡ nhiều hơn, cũng như các mạch máu trong cái quá trình thai lớn lên có thể bị chèn ép, gây ra những cái tình trạng đau mỏi ở tay chân. Ngoài ra thì về mặt sinh học thì sự thay đổi hormone sẽ dẫn đến cái sự rối loạn các cái yếu tố vi lượng như canxi, như kẽm, như sắt, cũng khiến cho cơ thể người mẹ có cái sự phản ứng. Ngoài ra thì còn một số những nguyên nhân nhỏ nữa, như bản thân cái sức khỏe người mẹ cũng trước khi mang thai cũng chưa được tốt, cũng là một nguyên nhân thường gặp để gây ra cái tình trạng đau mỏi về cơ xương khớp kéo dài. Vâng, cảm ơn anh Thi. Như Thương đã nói ở trên thì phần lớn phụ nữ khi mang thai đều bị đau vùng thắt lưng. Vậy tình trạng này có nguy hiểm hay gây ảnh hưởng gì đến mẹ bầu và thai nhi không, thưa bác sĩ Thảo? Xin chào mọi người ạ, rất vui được gặp buổi nói chuyện ngày hôm nay. Tôi xin trả lời câu hỏi thắc mắc là khi các phụ nữ mang bầu thì rất hay bị đau lưng, đau cuộc sống. Thì cái nguyên nhân chính của cái việc đau lưng đấy là người mẹ khi mang bầu ấy thì cột sống và khung chậu nó phải giãn ra phát triển để cho đón cái sự thai nhi, để nâng đỡ cái bầu thai. Cho nên là người mẹ dễ bị loãng xương, và khi loãng xương thì nó sẽ gây đau lưng và đau khung chậu nói chung. Thế thì cái đa phần là những cái đau đấy thì đa phần là đau thoáng qua, người mẹ có thể chịu đựng được, trừ trường hợp, một số trường hợp là cá biệt cái mức độ loãng xương hoặc mức độ chèn ép nó lớn thì rất là gây khó chịu và ảnh hưởng đến chức năng cột sống cũng như sinh hoạt của mẹ bầu. Thế nên là những cái trường hợp nặng như thế thì cần phải được đến bác sĩ để tư vấn ạ, bổ sung canxi và có những chế độ sinh hoạt cho hợp lý. Tình trạng mẹ bầu đau lưng là hiện tượng sinh lý bình thường. Vậy khi nào thì thai phụ cần đến gặp bác sĩ? Anh Thi, anh có thể nói cụ thể hơn về vấn đề này được không ạ? Đầu tiên các mẹ cần phải đảm bảo cái việc đi khám thai định kỳ ở các phòng khám cũng như các trung tâm về sản khoa. Sau đấy nếu có các triệu chứng ví dụ như cơn đau kéo dài hoặc là tăng dần, thậm chí kèm theo các cái triệu chứng như sốt, như nhức đầu, như tê buồn tay chân thì các bạn có thể đến gặp các chuyên gia về cơ xương khớp để thăm khám phối hợp để tìm ra nguyên nhân cũng như là cải thiện được chất lượng trong cái quá trình mang bầu. Và một câu hỏi cuối cùng nhờ bác sĩ Thảo giải đáp giúp quý khán giả, đó là giải pháp nào giúp mẹ bầu kiểm soát và hạn chế các cơn đau thắt lưng ạ? Vâng ạ, thế thì bây giờ đến cái vấn đề giải pháp thì khi mà người mẹ mang bầu ấy thì tính như là cũng hay bị đau lưng, thì cái những trường hợp mà đau nhẹ, đau thoáng qua thì không cần, không ảnh hưởng đến cuộc sống, không ảnh hưởng đến mẹ và không ảnh hưởng đến thai nhi thì không có vấn đề gì. Còn những trường hợp đau nặng, đau nhiều mà ảnh hưởng đến mẹ và sinh hoạt của mẹ và ảnh hưởng đến
thai nhi thì cần phải đến gặp bác sĩ để tư vấn. Thì thứ nhất là khi mà gặp bác sĩ tư vấn thì sẽ có những xét nghiệm để chẩn đoán xem là cái mức độ thiếu canxi như nào, thì bác sĩ sẽ cho bổ sung canxi cho hợp lý. Và vấn đề thứ hai là bác sĩ sẽ hướng dẫn cho có những cái chế độ, thứ nhất là trong cái sinh hoạt ấy, thì thứ nhất là có thể là mẹ bầu không nên đi những cái guốc cao gót, giày cao gót, để nó thay đổi làm cái đường cong sinh lý của cột sống nó thay đổi quá nhiều, với cái trọng lượng cột sống nó bị trọng lượng thai nhi đè ép thì nó biến dạng cột sống nhiều thì lại càng làm theo đau lưng thêm. Và cái thứ hai nữa là khi mà chế độ làm việc chẳng hạn, mình không nên ngồi những cái ghế mà nó cứng quá thì nó sẽ gây đè ép với cột sống. Khi mà trọng lượng của bầu nó sẽ đè ép vào cột sống, mình phải ngồi những cái ghế mà nó phù hợp, nó có đường cong sinh lý phù hợp với cột sống, hoặc là có thể dùng thêm những gối tựa vào cái điểm cong sinh lý của cột sống. Và cái thứ ba nữa là khi nằm đệm cũng vậy, ta nên chọn những cái đệm phù hợp, không nên nằm những cái đệm mềm thì là nó cũng làm biến dạng cột sống. Và cái tư thế nằm của mẹ thì cũng nên nằm nghiêng, vì khi mình nằm thẳng, nằm ngửa thì cái trọng lượng của thai, nhất là những lúc mà bầu to, thì nó sẽ đè vào cột sống thì nó cũng gây những cái biến dạng cột sống, làm tăng thêm cái đau lưng. Vâng, đau lưng khi mang thai là tình trạng xảy ra khá phổ biến ở phụ nữ. Nếu được tham khảo bí quyết mà bác sĩ Thi và bác sĩ Thảo vừa chia sẻ ở trên thì thường tin chắc rằng là tình trạng đau ngoài lưng sẽ thuyên giảm cũng như là không gây ảnh hưởng tới sinh hoạt hàng ngày, mang đến cho mẹ một thai kỳ khỏe mạnh. Em xin được cảm ơn những chia sẻ rất hữu ích từ bác sĩ Thảo và bác sĩ Thi ngày hôm nay. Tôi xin phép được kết thúc cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Rất mong quý vị ủng hộ và đón xem những clip bổ ích tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.